Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những clip mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình này góp nhận 155 tóc cần ký có ký hiệu là XNT nè bạn. Con này được xây dựng trên chuỗi mạng Binance Smart Chain nha các bạn. Thì dự án này mình lấy trên nguồn gấp 7 nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot nè bạn. Rồi các bạn bấm join này góp. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh Chiller. Hiện tại có trên cộng đồng nó có 9.343 member các bạn. Rồi bạn join tiếp kênh channel nữa các bạn. Tiếp tục các bạn copy cái hashtag này nè bạn. Follow vào Twitter nè. Trên Twitter nữa các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn trích dẫn bị viết cái game viết hashtag nha bạn. Để đủ điều kiện đó các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè các bạn. Tiếp tục con follow minimum nè các bạn. Được rồi, ok, được rồi. Rồi, follow. Rồi xuống đây các bạn vô tay cho nó một hai cái đi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha bạn. Follow giờ cũng rất là mượt. Rồi, các bạn xong, xong nha bạn. Tiếp tục con follow và retweet. Retweet này gấp nữa nè. Đây, chương trình của người gấp ta nè các bạn. Rồi, bằng like nè. Các bạn retweet lên nha bạn. Rồi, các bạn bắt up lên nè. Rồi bạn bấm vào register các bạn. Các bạn lướt cấp trang các bạn. What? Chữ what này là cái gì các bạn? Thì các bạn nào không biết thì qua Google dịch các bạn. Các bạn gõ từ tiếng Anh nè, chữ what, WATH nè. Đồng hồ đeo tay các bạn. Rồi các bạn chọn vào đồng hồ đeo tay các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email của các bạn vào nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ bên bi sở mát trên bet 20 trên YouTube Collect của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi đường link và đọc file tại Twitter mình nha các bạn. Bạn nhấp vào anh cùng nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Bạn nhấp vào anh cùng nhấp vào chia sẻ nữa các bạn. Các bạn sẽ chấp liên kết. Rồi các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn chạy bot phản hồi chút xíu nữa các bạn. Sao mà nó đứng luôn rồi ta. Tiếp tục các bạn gửi làm cái link retweet nè. Nhấn tag nha bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Các bạn gửi lại cho bot nè. Hy vọng con này về giá cao các bạn. Là mới góp mà nó về giá không. Rồi họ có follow và lưu tay minimum không. Các bạn bấm Z nha bạn. Elsonet. Tiếp tục các bạn gửi đường link profile minimum nha bạn. Là máy rớp mà nó về tôi cần bán giá trị 0.01 BNB không hết ha mà các bạn ơi. Ơ 0.01 đô không. Đầu ta có lên minimum rồi. Đây nè. Các bạn nhấp vào minimum nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào có một chiếc ba chữ trắng trắng đen đen nè. Rồi bấm nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Nhấp vào avatar mình cái nữa nè. Chờ nó lock các bạn. Minimum lock 200 luôn. Rồi các bạn bấm nhấp vào bao chia sẻ các bạn sao chép liên kết nha bạn. Rồi các bạn gửi cho bot. Rồi coi join tiếp kênh channel các bạn. Rồi các bạn join xong thì bấm heo cho net. Rồi họ có tweet bấm heo cho net. Rồi tiếp tục bấm menu các bạn. Bấm balance để check số cần kiếm được các bạn. Ok, mình đã nhận được 155 token XNT sao giá trị nó để chỉ khoảng 155 đô với các bạn. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 155 token XNT. Đến đây cũng kết thúc nha tất cả các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.